Rồi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Tí Tiền Tỷ và ở tập trước đó các bạn thì mình đã có được hai con robot hệ lửa các bạn ở bên vùng đất núi lửa đó. Thì bên đó các bạn, ở tập trước mình phát hiện ra có một con robot nhìn lạ lắm, cho nên trong tập ngày hôm nay mình sẽ quay về đài đó mới được. Trong thời gian giữa hai tập thì mình đã dọn dẹp đồ hết đó bạn, ngon lành, mọi thứ ngon lành hết rồi anh. Thì khu núi lửa ở phía bên đây đó bạn, mình sẽ chọn một cái địa điểm như là chỗ này đi. Mình sẽ không di chuyển lên phía bên trên nữa, mình chọn đại ở đây đi, qua phía bên đây để mình thám phá xung quanh này, tìm mấy con hệ lửa mà lạ lạ các bạn, mình sẽ hư phục nó, lấy bản thiết kế chứ, lấy bản thiết kế chứ không phải hư phục nha. Ây da, có căn nhà trên này các bạn, để xem coi có con gì trong này nha, hy vọng là không quá nguy hiểm nha, để coi có unlock công thức chế tạo mới không. Đây đây đây, căn nhà này kiểu gì cũng sẽ có công thức chế tạo mới nè, mình sẽ lấy cây súng test của mình các bạn mới chế được ở tập trước nè. Ây da, một con mét à, một con mét level 80 mấy luôn các bạn. Ui da, trời, nó đứng nó chờ mình sẵn các bạn. Nã cho một cái nè, nã cho một cái nè, nã cho một cái nè, mình tỉa điểm yếu của nó đó. Ui da, tỉa điểm yếu của nó nhưng mà nó không bị rớt điểm yếu ăn. Ui, nó bị dướng gì á. À rớt rồi, rớt rồi, rớt rồi. Khi mà rớt điểm yếu thì sử dụng cái súng này để bắn đó. Đó, thì súng test này bắn như kiểu súng canh nông các bạn. Được, 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 được. À, bỏ chạy, bỏ chạy. Bỏ chạy, bỏ chạy. Sắp sửa rồi, sắp sửa rồi. Nếu mà mình quét nó thì được không? À, chưa clear hết. Chưa clear hết cho nên là chưa quét được. Rồi, còn một cái ở trên nè. Nhưng mà nó bị dướng dướng ở trong đó rồi ha. À, ôi nó chết luôn các bạn. À, cái kiếm tép à, tép sót là một cái kiếm tép. Đây là mấy cái đồ của nó rớt nè, lượm được đúng có một cái nha. Còn trong này thì phần nguyên liệu của nó được không? Cũng là iron thôi các bạn. Và chết rồi, bị dướng đây rồi. Nhìn xuyên ra ngoài luôn nữa mà. À thôi, đi xuống phía bên dưới thôi bạn. Vậy là thêm một công thức chế tạo mới, lên đường tiếp thôi. Chủ yếu là trong tập ngày hôm nay mình đi muốn đi tìm những cái bản thiết kế mới các bạn. Đây có con red nè, con red thì có bản thiết kế rồi. Bên đây con này thì con này nhà mình cũng có rồi ha, nhưng mà phiên bản hình như phiên bản đóng băng thôi chứ cũng không phải phiên bản lửa nữa. Mình đang cần có con mới lạ hơn. Đi sâu sâu ở trong nè. Bên đây thì hôm nay không có cục màu đỏ ha, cái viên đại rồi. Chỉ nghĩ xem có căn nhà nào không, có căn nhà mình lưỡi vô mình thám hiểm luôn. Ăn dòng cái đi anh, đổi qua đâu quá. Trên này trên núi cao, mình sẽ đang đi đâu đây? Ok, sẵn mình tới chỗ cái chìa khóa này luôn các bạn. Để unlock qua thêm một cái trạm xe buýt mới. À, phía đằng trước mình thấy có căn nhà nữa các bạn. Đây rồi, chắc chắn nó sẽ là một cái công thức chế tạo mới nè. Ghé xuống luôn. Sẵn nhìn nhìn xuống phía bên dưới có spawn con gì đó. À, con này có rồi. Con này nhà mình có rồi các bạn, ở tập trước nè. Con nó siêu mạnh luôn ha. Cái chiêu chuột phải của nó các bạn, một phát một được 300 mấy đam. Và nó đây nè các bạn. Nhưng mà con này không phải là phiên bản lửa, phiên bản này là phiên bản bình thường thôi à. Mình đang cần có một con giống vậy nè các bạn, nhưng mà nó thì không phải rồi. Và trong căn nhà này thì nó bị lún xuống dưới đất rồi, để tìm đường vô á. À đây đây đây, cái cửa vô phía bên này nè các bạn. Nhìn xung quanh thì mình thấy là an toàn rồi đó, cho nên là vô vô vô. Súng ống, súng nhắm thì hai đạn cái đây. Bật cửa. Ây da, một con mét, con mét lửa luôn á. Thấy mình không vậy? Nó bị mù rồi, nó bị mù rồi. Đây, bắn một cái, ui không chi nhây hết vậy. Ui da, ôi trời 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 trời, mạnh như vậy. Mình đang đâu đây? Một phát một đi luôn các bạn. Ôi ôi, con hệ lửa này mạnh quá anh. Con nãy hình như con màu vàng vàng thôi à. Con này một phát một là bay màu. Rồi rồi, thật sự xin lỗi cái túi đầu quá. Nào đây coi. Thêm một phát nữa các bạn, chài cối thêm một phát nữa. Đó, rớt 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 một cái. Rớt một cái bắt đầu yếu rồi đó. Bật cửa bắn. 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 Một phát nữa. Ok, hai đạn. Ây da, với cái cách này mình có thể bắn được nó các bạn. Bật cửa sau đó là bắn thôi. Rỉa nó. Đó. Đó. Được. Hai đạn cái,
Mình sắp hết crystal luôn rồi á. Ủa hết rồi hả? Hết đạn. Ý cha. Hết đạn bây giờ thì phải đi đào thêm crystal nữa hả? Đào thêm crystal thì nó sẽ hồi máu á. Cho nên bắn luôn. Chơi súng nhắm với nó luôn các bạn. Quỳ hết luôn rồi, hết đạn luôn rồi. Bao nhiêu chỉ còn súng lửa thôi à. Súng lửa này bắn nó thì không xin nhê ấy chứ. Cố dòng luôn nè. Ừ, hết đạn luôn rồi. Còn súng băng thôi à. Bảo ngoài này, à đây, ngoài này có crystal bạn, sẵn nhanh. Nhanh đào một ít crystal để đem vô phía bên trong để mình có thể sử dụng được cái súng cannon của mình luyện á. Đây rồi, hai đạn cái. Chạy đi đâu nữa cưng ơi. Bắn còn hụt không vậy nè. Hai đạn, ây dạ nó sắp chết rồi bạn. Vô mình dòm luôn là được. Bây giờ hay à, dòm tới thôi. À ok. Tết. Ồ, cái súng sấy các bạn, cái súng rifle á. Mà công nghệ tết luôn. Được ghê chứ. Rồi nãy đỡ rớt với bên đây nè. Lụm luôn một cái. Còn ở phía bên đây thì đào sẵn luôn. Sẵn đào luôn chiếc xe luôn để mình lấy ít bột nữa. Tiện thể ăn. Trên chuyến đi sẵn mình đào luôn. Vậy là mình cần phải có thêm crystal nữa các bạn. Chưa hết, bắn mấy con này tốn quá anh. Mấy con này nó cứng quá. Bắn nó quá thì bắn luôn mới chết. Rồi cứ đi tìm trước đi các bạn. Đài dưới này có một cái mỏ nè. Quay của mình thì vẫn còn ăn. Crystal thì hết rồi. Còn có mấy chục cục rồi không đủ đi bắn đâu. Vậy là sẵn ở đây có thì mình sẽ xuống mình nè. Đào luôn ấy. Đào nhiều để dành ăn. Lát nữa còn chiến đấu với mấy con robot kia nữa. Ok. Clear xong một cái mỏ rồi đó. Bên đây có thêm một cái mỏ nữa nè. Vẫn còn có thể bay được các bạn. Cho nên sẽ đào thêm một ít nữa đi. Bên đó có con đó hả? Con này thì hai đạn súng nhắm cái à, nó không thấy mình các bạn, không thấy mình thì thôi. Không thấy mình thì thôi, mình sẽ ở đây thôi. Vừa đào mình sẽ vừa ăn vô các bạn để tăng phần thức ăn vô ăn. Tranh thủ luôn. Lên đường còn mình còn phải đến với lại cái trạm xe buýt nữa. Đây rồi, trạm xe buýt đây rồi. Xuống bên dưới để mình claim một cái đi. Đó. Mình sẵn ở đây các bạn. Mình sẽ về nhà một cái đi. Trong cái bàn chế tạo ở trong này nè. Đây. Mình có thể làm cho nó trở nên nhẹ để bạn trừ đi 75% quay nè. Nhưng mà với điều kiện á là mình cần phải có mấy cái da này nè. Đó. Đem đi để mình bắt đầu chế tạo ăn. Chế tạo cái này nè. Nhiều chút. Nó sẽ giúp cho mình trở nên nhẹ người hơn. Mang được nhiều đạn hơn. Với lại thêm mấy cái này luôn. Sẵn có mình chế tạo luôn đi. Mấy cái đồ linh tinh thì cất lại. Trong lúc đó thì mình sẽ ra phía bên ngoài để mình đi đào thêm crystal ở ngoài này các bạn. Crystal của mình trồng ngoài này nè. Đó, thu hoạch luôn. Crystal bình thường với lại crystal băng cũng có luôn. Rồi, sẵn mình coi coi cái súng các bạn, cái súng hồi nãy. Cái súng lửa đó các bạn. Cái súng lửa này cũng cần có một cái cục nguyên liệu ở phía bên này. Cục nguyên liệu ở phía bên đây thì cần có thêm hai cái động cơ xịn các bạn. Obsidian với lại mấy cái tỏi màu vàng nha. Động cơ xịn bây giờ thì rồi mình còn có một cái thôi, không đủ rồi. Không đủ thì thôi vậy. Cái này thì cất vô. Còn trong này thì có đó bạn, 150 cái rồi ha. Tầm tạm rồi đó. Còn lửa thì chưa có. Đây, lửa tính sao đây, chủ yếu là normal crystal thôi là được rồi. Bây giờ thì quay trở lại chỗ cũ thôi. Có chỗ dịch chuyển đây là cho nên cũng tiện hơn. Bây giờ thì buổi tối, sắp sửa trời tối thôi chứ chưa tối hẳn đâu. À, bên kia đúng không, mình thấy có một con các bạn. À, xem coi level bao nhiêu ha. Đây, nó đây nè các bạn. Mình sẽ lùa nó vô chỗ nào đó, con này bự lắm cho nên là lùa vô chỗ chật hẹp chắc là sẽ bị dính á. 65 nè. Vô mình khỉa nó một cái coi. Hello. Ây da. Nó đánh mình. Dính không? À, chỗ đó nó dính vô cái cây đó các bạn. Mình ở phía bên đây mình bắn qua được á. Ây da, con này của mình nó bắn qua luôn hả? Thôi đừng bắn cưng ơi. Né xa xa đó các bạn. Đó, mình lấy súng nhắm mình tỉa nó. Một cái điểm yếu nè, rớt nè. Thế hai cái điểm yếu nè. Con này sao nó cứ bắn hoài vậy anh?
Mình sẽ để cho nó dướng dướng chỗ này đi. Đó, núp núp sau cục đá để cho nó không thấy không. Nó không nhìn thấy là nó sẽ không bắn được đâu. Còn bây giờ thì mình sẽ liều mạng mình lại gần các bạn. Để coi quét được chưa. À đây được các bạn, được được. Ui, ui trắng cây luôn kìa. Ui, còn có mấy chục máu thôi à. Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Cháy này chứ. Ăn vô cho hồi máu cái ạ. Làm tô súp cho các bạn, cho tỉnh người cái. Ăn thêm mấy trái berry vô một cái nữa. Mình phải núp núp kỹ kỹ hơn chút để mình quét. Làm liều quá. Quét chưa được. Đây rồi. Ngon lành luôn các bạn. Rồi nó thì sau khi mất điểm yếu xong thì nó yếu lắm các bạn. Cho nên là mình sẽ xử nó luôn đi. Xong. Ok, lượm luôn cái cục này của nó một cái. Đó, được thêm một cục nữa các bạn. Còn phía bên đây thì thêm một cục nữa nè, là hai cục. Hai cục bây giờ sẽ chế tạo được cái súng test luôn rồi đó. Và để xem coi cái này còn có gì đây. Còn có thêm tấm iron với lại 8 cái cục maxim kích thước bự các bạn là được. Ok, cũng được, cũng dễ. Ây da, bây giờ thì về với các bạn cái chỗ chạm xe buýt để mình về thôi. Cái này cũng gần nha. Trời cũng vẫn chưa tối đâu. Hợp lý, ngon rồi đó. Bây giờ thì về thôi. Ngay chỗ này có cái mỏ crystal luôn ha, tiện ghê ăn. Lần sau cần crystal bay một phèo qua phía anh đây hoặc là farm được. Bây giờ thì về với căn cứ một cái. Về với căn cứ chắc mình sẽ có thêm được một mớ mấy cái crystal nãy nữa đó. Rất kỳ súng rồi. À, bây giờ thì coi. Trong này thì mình còn có thêm coin màu vàng với obsidian. Obsidian mình còn cái này còn nè. Còn coin màu vàng thì dưới này có 6 mấy trái luôn các bạn. Crystal đồ này lấy nó đi. Đây hết, đây hết. Ui già, hơi nặng, hơi nặng. Nhưng không sao, chế tạo cái này một cái. Và cái này thì cần có thêm tấm tấm sắt nữa đó. Tấm sắt thì có, trong này có nè. Rồi nó cần có thêm cái maxim kích thước bự 8 cái nữa. Vậy là đã đủ. Đó, để dưới này ha. Còn cái này thì đem đi chế tạo cây. Sao mày không có súng nhắm đâu. Có cái súng lửa này nè. Súng lửa mình thấy đam không cao lắm đâu. Không có súng nhắm chứ. Có giáp được các bạn. Thôi quốc tại đại cái súng lửa trước đi anh. Súng lửa công nghệ test nè. Đã đến lúc cho cái súng lửa này vô trong viện bảo tàng rồi. Bộ sưu tập súng của mình có cái trong này thôi. Cái này thì bỏ trong này luôn cho đỡ nặng đi. Obsidian nguyên liệu khô thì mình sẽ bỏ ở phía đằng sau này. Bên đây thì chế tạo ai cũng đã xong rồi nè. Ủa sao nhìn thấy nó cũng vậy vậy ha. Cái này súng test, còn cái này là cũng là test các bạn, test rifle nhưng mà hệ lửa nè. Hai đạn cái ơi, 40 viên bạn. Hai đạn một cái để ra ngoài mình test thử sức mạnh thôi. À đây, 44 đam một phép các bạn. Lấy một cái, nói chung là cũng được thôi chứ không mạnh mà không mạnh lắm. Bỏ gì vậy? Dám tấn công vô trong căn cứ của mình các bạn vào cái kết. Nè. Ngoài bắn vô điểm yếu một phát 100 mấy các bạn. Lượm được thêm cái maxim này là kích thước medium. Và bây giờ thì buổi tối rồi hả? Mình cần phải tìm một cục màu đỏ các bạn. Máy chế tạo ở đây cùi quá anh. Chắc là mình phải qua bên chỗ núi lửa đó. Mình tìm một cái máy chế tạo màu đỏ bên đó. Chế tạo cho nó xịn. Mình sẽ ở đây để mình bấm dịch chuyển một cái đây. Và vô trong để mình lấy thêm bằng đạn lửa nữa các bạn. Chuẩn bị cho nó kỹ lưỡng ăn. Hai đạn cho súng này một cái. Hai đạn cho cây này luôn phát. Trong này thì có 80, bây giờ 90 mấy rồi. Đang chế tạo cái cuối cùng. Chờ đợi mình lấy luôn. Hai đạn cho cái súng nhắm luôn một phát. Có cái súng nhắm mà phải băng chắc là ngon ha. Bắn kiểu đóng băng vừa được rỉa mục tiêu nữa. Trăm mấy viên nè. Còn mấy cái đồ linh tinh á thì dây đồ bỏ phía bên đây đi. Medium á. Medium thì chắc là bỏ nhà thôi các bạn. Để mình lên đường qua phía bên bển thôi. Bây giờ thì làm một lèo đây đi. Chuyển chỗ này đi. Chắc là phải thoát ra vô lại anh. Bây giờ toàn là màu xanh với màu vàng không à. Thoát ra vô lại thì trời cũng đã sáng các bạn. Mọi thứ ở đây thì cũng sẽ được, tất cả sẽ được reset hết. Và có hai cục mới nè. Bên đây thì bị reset hết các bạn. Đó, bây giờ thì chỉ việc đơn giản là mình chờ đợi cho mấy cái cục màu đỏ nó rớt xuống thôi. Màu đỏ gần nhất là cục này nha. Hai cục bằng nhau mà. Đó đó, ở phía bên kia các bạn, 500 mấy mét. Ở dưới này thì trong lúc chờ đợi nó rớt các bạn, mình thấy có một cái căn nhà nè.
Con mét màu vàng. Bánh kẹo bị cháy kìa. Ok. Xả rất là nhiều các bạn, nhưng mà không bao nhiêu đam hết anh. Nè 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 nè. Con này màu vàng thôi cho nên cũng dễ. Dễ hơn con lửa anh. Tẩy 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 tẩy. Dồn đẩy cây lửa cái nó rút một phút máu luôn á. Ok. Mình mới thấy hình như là unlock cái súng súng lục các bạn. Súng lục mà test thôi, không phải súng nhắm test đâu. Ok, lượm luôn các bạn. Lượm luôn cái slack của nó đi. Test và hình như là hơi sốc. Ui ui ui, chạy 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 chạy, bắt đầu nguy hiểm rồi, nó mới spawn lên luôn á. Rồi luôn. Rồi đây đây, chạy 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 chạy. Ui nó sắn kìa. Lên chơi lên chơi lên chơi, chạy 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 chạy. Trời ơi, nó có gì xây 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 các bạn. Và thêm một con màu đỏ nữa nè. Rồi thôi thôi, đây 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 thôi. Rồi, cục màu đỏ bên đây cũng chưa rớt xuống nữa các bạn. Rồi, đến tiếp tục cái chỗ mới thôi. Nó dí theo mình kìa. Mình cần có thêm mấy cái bản thiết kế của nó với lại lụm đồ đó chứ, quên nữa. Rồi, quên 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 quên. Lật đặt bỏ chạy chưa có lụm đồ nữa. Mới chừng ra khỏi cái cửa à. Nó chắc không tới kèo các bạn, mình xuống mình lượm thật nhanh rồi mình chạy nè. Lúa thật nhanh, lúa thật nhanh nè. Chuyên nghiệp nè. Đó, lên rồi, chạy lên, chạy lên. Ok. Mình đang đi tìm chỗ chế tạo nãy giờ các bạn, mình bay lên tuốt trên gọn núi trên cao luôn nè. Đó, ở trên này có tầm nhìn rất là bao quát các bạn. Nhìn ở phía bên ngoài kia hình như là nó không có lót map hay sao á. Nhìn giống như kiểu biển ha. Còn phía bên đây là kiểu sa mạc nè. Nhìn cũng không có lót map cho nên giống y như ngoài biển rồi đó. Và trên đầu của mình các bạn đang có một cái cục đang rớt xuống nè, cái chỗ chế tạo thôi. Mình đang chờ đợi để nó rớt xuống phía bên dưới á. Bắn một cái sau đó là lấy súng này để sấy. Ui, súng lửa này sấy nhanh ghê luôn các bạn. Nhưng mà nó bắn này cũng rất là đau luôn á. Rồi lên trên là nguyên liệu của nó thôi. Rồi, có cái súng test lửa bắn cũng nhanh hơn nhưng mà tốn đạn nhiều lắm. Rồi lụm, chủ yếu là lụm cái này của nó thôi. Còn dướng dướng thì mình sẽ đào luôn đi. Cũng là iron. Ok, là sắp sửa rớt các bạn. Forest màu xanh, ui màu xanh thì dễ. Màu xanh thì mình lấy súng lửa mình sấy nó được các bạn. Súng nhắm mình tỉa điểm yếu sau đó mình sấy nó là xong. Ta có chạy được không đã. Tính đường chạy trước các bạn. Bắn xong là phải chạy liền. Nó kìa. Rớt một cái, rớt một cái. Lên trên chút nữa. Đúng rồi, đứng trên này cho nó an toàn nè. Mình phải tỉa thêm một vài cái điểm yếu đó cho nó thật sự yếu đi anh. Ây da. Núp, sao cục này bắn à. Thêm một cái nè, rồi. Bây giờ thì sấy. Rớt là vô đam luôn á. Chết, một con. Còn một con màu đỏ nữa. Súng nhắm mình cũng sẽ nạp đạn vô luôn mấy anh. Chắc chưa cẩn thận. Bây giờ thì xuống phía bên dưới này. À, thêm một con red nữa, nhưng mà nó là màu đỏ. Red màu đỏ này cũng tỉa một cái đây. Một phát này núp vô nè. Có lên trên này được không? Hết đạn lửa luôn hả bạn? Cháy luôn. Hết đạn thì sử dụng tới cái đại bác này bắn. Ui, cái đại bác này bắn vô đam dữ không? Ok, xong rồi kìa. Rớt thêm một đống nguyên liệu ở dưới nữa. Xuống dưới để mình bắt đầu chế tạo trước đây. Đó, bắt đầu quét và tạo ra con đẩy mới cho mình. Dưới này thì có mấy cái nguyên liệu nè. Trong lúc chờ đợi chế tạo thì mình sẽ lụm luôn mấy cục này một cái. Rồi, 65 nè. Còn trên này thì có thêm một cái slack nữa. Binh đi lên. Lại bắn được cái này. Đó, cái này kích thước bự không nha. Của mấy con red. Bây giờ thì phải cho con này follow mình thôi các bạn. Còn mình sẽ cưỡi con này để thử sức mạnh cái. Quậy đi nhanh như vậy. À, con này được cái di chuyển nhanh đó bạn. Ây da, té hơi bị mất máu nha. Cho nằm đây một cái đi. Hồi nãy mình thấy có con màu đỏ dưới này nè. Không biết còn không đây. Nãy vụ nó chạy xuống dưới này. À, ở trên kìa. Ủa, trên nó tấn công quân đội của mình. No.
sẵn 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 đây chụp phải các bạn, ngồi chụp phải sẵn một phát nữa cay kìa. Ôi để của mình nó chung chết, sẵn cho một cái con này hình như cắn thường không được các bạn, nó chỉ có chiêu sẵn sẵn này thôi ăn sẵn cho một cái. Ờ rồi ôi cũng đuối máu luôn các bạn. Rồi con này cắn thường không được, nó chỉ có chiêu chụp phải nè, để xay xay các bạn, sử dụng cái cánh của nó giống như kiểu máy cưa đó, xay vòng 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 ăn. Dạ anh sẽ biết thì ở đây đánh dấu lại một cái ở trên kia thôi các bạn. Bây giờ mình sẽ né combat ra đi ha. Mình chỉ sợ cái con đại bàng của mình nó bị chết thôi, chứ còn con này thì vô sắn chắc là được. Hai con ở dưới luôn hả? Trời ơi. Thôi thôi, lên phía bên trên này một cái đi. Về trước đi. Để đại bàng nhà cái rồi mình quay trở lại các bạn. Đây đây, thử với con này đại bàng, đây sắn thử một cái nha. Con chuột. Hình như đam đây. 400 mấy các bạn. 400 mấy gần 500 đam một hit. Vậy là mạnh hơn con kia rồi. Ở đây thì ủa chỗ chạm xe buýt thì gần gần chỗ cái mỏ riết rồi nè. À đây đây, mình sẽ cho con này nó về thôi. Đứng lên một cái, đậu xuống đất một cái đi, bấm tele về nhà một cái, về nhà cái mình chỉ một mình quay trở lại ăn. Đẩy nó phía bên đây đi. Rồi bây giờ thì quay trở lại chỗ cũ thôi, chỗ cũ ở chỗ này nè. Ở đó rồi mình sẽ sử dụng nó để nghênh chiến với mấy con phía bên đây luôn. Lửa, chơi với lửa luôn các bạn. Nếu nó có cục, thằng cục có spawn nó nhiều lắm á. Trong đó nó spawn một đống luôn á. Đây đây con red rồi bạn. 70 hả? Vô mình sắn thử coi. Sắn thử một cái nè. Đó, 400 mấy các bạn. Sắn thêm một cái nữa. Ây da, không trúng à. Con này sắn nhiều khi nó không trúng á. Tốc độ đánh của nó chậm lắm. Nhưng được cái đánh đam cao thôi. Đó, bỏ chạy. chạy ôi banh xác luôn mà dữ dội thiệt chứ. Đây con sắn ở dưới này các bạn, mình sẽ sắn đánh với con sắn á. Con sắn này màu xanh thôi, chắc chắn là không phải đối thủ của nó rồi. Sắn một cái nè, chưa dính lửa ha, chưa có phun ống lửa đó. Phun ống lửa một cái nó bị cháy, cái này nó nửa cây máu rồi nha. Sắn một cái nè, chỉ mỗi điều đánh hơi chậm thôi chứ đánh thì rất là mạnh, di chuyển thì cũng tương đối là nhanh chứ không quá chậm đâu. Bên đây có hay mà chết hả? Dưới này có tòa nhà các bạn, để coi lại mình sẽ vô khám phá được không? Vô mình khám phá thêm một cái chung cư ở dưới này nữa các bạn. Xem coi trong này sẽ unlock thêm công thức mới gì không á. Tòa nhà này thì không có cao lắm đâu, hơi nhỏ và cửa hình như mở sẵn luôn kìa. Bên đó có một tòa nhà nữa ha. Wow, một con mét. Con này hãy băng nha. Từ từ thay đạn cái đó. Súng lửa của mình thì còn 10 viên nha. Súng nhắm này của mình thì vẫn còn đạn. Nó màu rít thì vẫn còn. Ok được các bạn. Tỉa trước đi. Ôi ôi bắn không trúng được chứ. Ra ngoài đây mình chơi luôn các bạn. Bắn luôn nè. Đây rồi. Ây da. Đánh được. Đó cứ đủ niệm. Nội tại lửa là cái nó sắn vô đam lắm. Tích đủ lửa là đánh nè. Ôi phải vậy chứ. Nó làm mình đóng băng nữa ha. Quỷ thì đóng băng. Ờ đánh hơi chậm cho nên nó có thể bỏ chạy được các bạn, nó thoát khỏi mình nè. Và chạy đi đâu nữa. Chưa đủ lửa. Thêm một cái nữa. Đủ lửa là đi liền. À cũng là cái kiếm test luôn các bạn. Test shot nè. Rồi cái xác nữa ha. Chỗ này thì mở sẵn luôn á. Chỗ này là một trong những cái căn phòng để có thể unlock được cái test shot. Và đường lên phía bên trên để coi có gì không. Trời ơi cầu thang này nhìn dị quá anh. Lên chỗ này đường cùng thôi ha. Chủ yếu là chỗ này vô để farm mấy con mét đó. Chứ không có gì trong này hết rồi. Con này có thể nhảy được các bạn. Có thể nhảy để vượt địa hình được à. Nhưng mà có điều là không có bay được thôi. Trong này kiểu gì cũng như spawn nó con gì đó khủng khiếp lắm nè. Đó. Nó ở trong thôi các bạn. Chạy ra phía bên ngoài à. Tại mình chơi không lại chứ nó bự quá vậy. Why? Tại chơi không lại thôi chứ. Màu đỏ luôn á ha, lửa luôn à. Giọt. Giọt kiếm chỗ cho nó dướng là các bạn. Để dễ dàng mình thử nó hơn, bắn súng cho chắc ăn. Mình để con này để đây đi ha. Mình sẽ quay trở lại thử coi. Nó đâu à?
À, nó vẫn còn trong này. Để thêm á. Để thêm mà mình lấy bản thiết kế của nó luôn các bạn. Ui, nó bị dướng ở trong này rồi. Trời ơi, dễ dễ rồi. Vậy thì xong em nói rồi. Dạ, ui chà chà chà, một phát trắng cây các bạn. Ăn vô một cái, ăn vô một cái. Một phát trắng cây luôn à. Dòng ở phía đằng sau thử là nó phát hiện qua mình đúng không? Hai đạn ra đi súng nhắm một cái đi. Ủa nhà này bự dữ ăn. Dòng ở phía đằng sau cũng hơi bị xa. Tốt tốt ở đằng sau rồi luôn rồi. Ủa ở đằng sau bích đường rồi, không có cửa sau. Vậy là mình chỉ có thể tấn công được từ ở phía đằng trước thôi. Thôi phải gần gần sau đó để cho nó yếu máu đi ăn. Chứ phải bắn cho nó yếu máu đây rồi. Nó chuyển sang trạng thái bỏ chạy đó các bạn. Mình vô mình quét nó. Còn điểm yếu nào không biết đâu. Yếu gì vậy? Quét được không? Không quét được. Núp núp cho tiệm xe. Núp được, núp được. Làm một cái đằng sau luôn. Ây da, nó không. À, có một cục. À, rụng 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 thêm một cục nữa rồi, rụng thêm một cục nữa rồi. Quét không tới, quét không tới. Núp núp vô nè, đó. Ai xin xin với nó liền các bạn. Đã, quét được, quét được rồi, quét được rồi. Nhưng mà nó mổ dữ quá. Mổ cho nên quét không được không. Tới tới chút nè. Như nhà con này nó mổ như gà mổ à. Ôi được rồi, được rồi. Hoài, được thêm cái balloon mới các bạn. Rồi, bây giờ thì đã đến lúc rồi. Nó hết điểm yếu rồi đó. Bây giờ thì lấy. À da. Hoài, từ 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 từ. Ăn vô cái không mình chết. Tệ tệ nó thôi. Nhấp nhấp nó, lách ra bắn, lách ra bắn, lách ra bắn. Ui, trời 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 trời. Lách lách nó bắn cho một cái chết luôn. Bọn mình spawn nó gần đây luôn hả? Trong đó spawn nó nhiều thú lắm các bạn. Cho nên né né ra luôn. Trong này luôn luôn là túi đồng cái. Có chỗ này để núp cũng đỡ. Nó quên mình rồi kìa. Nhấp một cái nè. Thêm một cái nữa, rồi. Bây giờ thì bắn thoải mái rồi, bỏ chạy rồi. Thêm một phát nữa nè. Inlock cái gì đây? Test bot. À, đổi giày test các bạn. Ok. Lụm luôn cái. Trên nó cao quá sao lụm. Thì chỉ lụm được một cái dưới này thôi. Rồi, về tới căn cứ đó các bạn. Bây giờ thì ra phía bên ngoài để test thử con thu một cái nha. Bắn một cái nè. 498 đam các bạn, coi như là 500 đam một hết rồi. Con gà luôn nè. Cứ 500 đam một hết á. Nhưng mà con này khuyết điểm là cắn thường không được. Nó không có chiêu đánh thường như mấy con kia. Chỉ có đúng duy nhất một chiêu chuột phải với lại có thể nhảy được giống như con gà đó bạn. Đó nhưng mà không có bay được ha. Ôi cái con robot nhỏ nhỏ này là xử hết một hit là xong mà. Mình sẽ thử xem có đánh xuyên tường được không. Mở cửa ra cho nó spawn. Đó, sau đó thì bắn cho nó một vài cái, dụ dụ nó ra sát sát ở phía bên ngoài cái. Rồi mình bắn cho một cái nè. À, không có xuyên tường được các bạn. Ui, chết luôn kìa. À, vậy là cũng có xuyên tường các bạn. Unlock qua sập gân đồ các kiểu anh. Ok, nói chung là ngon các bạn. Có thêm một con robot mới nữa tại anh. Bây giờ mình sẽ đưa về căn cứ coi. Mình sẽ coi cây súng lục coi. Nãy unlock ra được cây kiếm các bạn. Kiếm test với lại thêm một cái đôi giày test với lại cái này cái nón test nè. Nãy thì loot về được coi còn bao nhiêu cái đây. Cái này còn có một cái ha, vậy là không đủ chế tạo rồi. Thêm được con dao này hơi sốc. Cái này là cái dao này hỏi gì đây ha? Hỏi này là liên quan tới cái này là kiểu như là sắc bén đó bạn, nó tăng tỷ lệ chí mạng lên nè, đam cao với lại có tỷ lệ được chí mạng nha. Còn cái súng lục sóc thì unlock cũng được nhiều đồ ghê chứ, nhưng mà nguyên liệu chế tạo thì chưa có. Hồi nãy quét được cái con kia thì mình được cái này nữa các bạn. Cái này thì còn có thêm cái plasma module nữa ăn, con red nè, hãy lửa luôn. Chắc ở tập sau đó bạn, mình sẽ farm nguyên liệu để mình chế tạo luôn. Vậy là trong tập ngày hôm nay đó thì mình đã có được thêm một con robot mới các bạn ở bên khu núi lửa nè, với cái khả năng sắn của nó hăng. Đánh thường thì không được nhưng mà sắn thì rất là mạnh luôn á. Và video của mình trong tập ngày hôm nay thì bây giờ cũng dài rồi các bạn.
cho nên Lời cũng sẽ tạm dừng tại đây thôi. Cảm ơn bạn đã xem và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo. Bye bye.